Rồi, hello cả nhà, lại một gặp anh học viên cũ. Hôm nay anh bổ túc ta lái đường thành phố đó, thì lúc nào cũng vậy, ai cũng vậy, cũng có sự sai sót mới mà có sự sai sót mà vui lắm các bạn. Hiện tại mình đang sẽ kèm cảnh là đi đường phố mà chút xíu cho mình cho ảnh này đi đổ xăng và đồng thời là đi bảo dưỡng xe luôn. Thì cái vấn đề bảo dưỡng xe là mình sẽ trừ ra vấn đề thời gian sẵn cho anh tập hết luôn ha. Và đặc biệt nữa, mới vô là mình thấy mình sợ hồi hộp lắm các bạn. Khi là lần đầu tiên ai nói tôi ngồi trên đây là sung sướng đâu ha, tâm lý lắm, tâm lý hơn các bạn luôn, hồi hộp lắm, yếu tim lắm. Tôi mới vô tôi thấy rồi là tôi thấy yếu tim rồi. Các bạn nhìn kỹ mặt tôi nha, nhìn xuống cái tay tôi chỉ nè, thấy cái gì chưa? Râu ông này cắm cầm bà kia, thắt dây xích bèo đẹp trai thấy mồ luôn nè đó, thấy không? Rồi xong cái dây nó nằm ở đâu không biết luôn. Trời đó. Vụ này ủa kỳ vậy ta, cái vụ này mới em bị hoài à, vụ này mới ơi. Ủa sao kỳ vậy ta, tôi lấy cái dây xúc bèo tôi cắm cái lỗ của tôi đâu mất tiêu rồi. Lỗ mình không cắm đi cắm lỗ gì kia nó chết lỗ thiệt. Rồi ok, bây giờ trước mắt là mình đi tới không được thì mình phải ve lại giùm em nha, đợi em chút xíu. Rồi ơi, khúc này thì mình đi không được, ra không được, tại sao mình chưa thấy được cái mép cốp ở dưới thì không thể nào mà ra được, anh lùi lại phía sau trống ha. Còn nếu mà trường hợp xe này mà đậu sát với mình á thì anh đánh hết lái phải, mình lùi xuống ha, chút xíu mình sẽ tập cái bài đó luôn. Còn bây giờ là mình mới ha, hôm nay là mình sẽ kèm chảnh là đi bổ túc lại thành phố và đồng thời tập ghép dọc ghép ngang luôn nha các bạn ha. Đó, bây giờ thấy ngay mép ha, đó là ok, là này đánh ra không dướng, anh đá xi nhan trái ra giùm em. Rồi vô số. Dạ ok, rồi anh quan sát bên trái luôn đó, rồi mình đi buông bên thắng trái ra bên không kia dương. này. Dạ đúng rồi, anh quẹo trái luôn nha, lúc này vừa qua cái đầu là anh trả, đúng rồi trả nó tốt. Sáng sớm là anh lên là mình hồi hộp ấy. Các bạn nào nói lên đây ngồi đi thấy cái cảnh thôi thôi. Hồi hộp lắm bạn, khó đỡ lắm nha mấy bạn. Mới là vậy đó, tôi gặp trường hợp hoài gì đó. Ghét quen rồi. Đây, lên xe ngồi nhịp giò nó hưởng lương nữa. Rồi ok, cuối đường anh về trái giùm em nha. Rồi hôm nay là mình sẽ đi đổ xăng, tại nhiên liệu hết này, mình cố tình để cho nhiên liệu hết để hôm nay mình tập đường phố cho ảnh. Mình sẽ đi đổ xăng và đặc biệt nữa cái vị trí cái mũi tên ngay chỗ cái bình nhiên liệu nó sẽ chỉ bên trái, là cái bình nắp bình xăng mình sẽ nằm bên trái nha các bạn ha. Rồi anh thấy có chiếc mẹt không? Có. Rồi ok, thường thường là cái kiến mình ngang chỗ gốc cái cột điện đánh đúng không? Đúng rồi. Rồi anh từ 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 đừng đánh sớm. Đâu cái này là vướng nè, ta đậu kỳ cục thiệt chứ. Rồi để cho máy xem đa đi đi. Không, các bạn thấy không? Đậu xe là tại sao ngã ba ngã tư là cách 5 mét là vậy đó. Rồi lúc này anh trả lời lại dần dần, lỡ mà quẹo có va chạm thì sao? Không, cứ theo dựa theo luật đi, anh đậu cái này vậy sao tôi đi đúng không? Rõ ràng cách ngã ba ngã tư 5 mét đậu chứ ai đậu cái gì kỳ cục, đậu với ai chạy. Rồi quẹo phải giùm em luôn nha, này mình sẽ đổ. Rồi, anh đánh hơi lái hơi nhiều, cỡ cái cung đường này chỉ cần nửa một vòng lái thôi là đẹp luôn. Rồi xong anh coi coi nó có vô không, nếu mà thiếu thì mình thêm ha. Rồi anh đạp ga lên nữa. Rồi nhường cho xe ra, nhường cho xe bên phải ha. Nói chung là đường mình là đường chính á, các bạn thấy đường thẳng mình phải nhường cho nhường ha. Thường thường là các bạn thấy đường cung cấp là phải nhường cho bên phải nha. Rồi. Đường trắng. Rồi anh đi tiếp. Còn mà nếu mà đường vô vòng xuyến hãy nhường cho bên trái nha các bạn. Còn cái này là mình gọi là đường chính, đường cung cấp là nhường cho bên phải. Rồi đến đó anh về trái luôn, đi đường hẹp cho em bên trái. Mở xi nhan này, từ từ nhường quẹo sau đuôi xe ta. Đúng rồi. Anh đánh lái nha, giữ đó giùm em. Đó.
sáng sớm còn căng thẳng các bạn. Vô thấy cấm 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 vô là thấy căng thẳng rồi đó. Rồi đi ra ngoài đó anh về phải giùm em nha, sao từ từ gọi quen chân cái gì đâu mới. Đường dài chuyến nữa chạy chắc em. Dạ. Để coi em sắp xếp đi em ghép cho. Tại vì mấy bạn kia ghép đi Đà Lạt hết trơn rồi. Vừa mới em mới đăng lên là mấy bạn đăng ký rồi, xong đăng ký đợt sau luôn rồi. Tuần sau, tuần này rồi xong tuần sau nữa. Rồi gà thắng lại, gà thắng lại. Chưa đánh, đánh hơi sớm rồi. Rồi anh đi. Nhẹ nhẹ thôi. Mình ra ngoài làng bên kia luôn. Rồi anh đá xi nhanh trái giùm em. Đúng rồi, cái từ từ ngó xe. Đúng. Đó vậy thôi. Cứ chậm chậm cho xe người ta qua mình mới ra. Đó, rồi anh ngó bên trái của xe không? Rồi đi, đạp ga nhẹ cho em. Đó. Rồi đạp ga nhẹ đi. Nữa, năn nỉ á. Rồi ga quẹt về trái, ga chính giữa dừng lại nha. Thủ thật. Đó, nói vậy thôi. Rồi anh đi, dựa theo xe kia. Rồi từ từ, đừng có lú đầu ra nha. Ở đây không có lú đầu ra cho xe kia nó qua trước đó. Đúng vậy, rồi anh đi luôn. Tốt. Rồi, đạp ra lên giùm em. Rồi, đi thẳng. Điều luôn, mạnh dạn lên. Xe của em mà, lo gì, dứt. À, rồi ơi câu đừng yêu em quen dứt xe của em mà dứt. Đường trống này mình cứ đi ha, đi trong phạm vi cho phép, cái tốc độ cho phép của mình thôi, mình không xe lực là được rồi. Để mạnh dạn chứ chân ga mà không đạp thì ít khi nào mà mạnh dạn được lắm. Rồi đi thẳng ra đường Kinh Dư Vua mình về phải nha. Đây là con đường nhanh nhất thế giới nha các bạn. Đố bạn nào kiếm được con đường mà nhanh nhất thế giới. Ở đây chỉ có đây thôi, đường tên lửa. Nghe tên lửa là hiểu rồi, tên nhanh nhất thế giới. Rồi, đi tiếp. Nhớ để xe cúp đầu nha. Rồi, đi. Sáng ra thì hôm qua bữa mấy bữa nay xe mình nó có gọi là cái nó hơi có mùi các bạn. Có mùi thì sáng ra mình sử dụng một cái chai. Cái chai này để mà mình đây cái chai này 9980 để khử mùi máy lạnh luôn nha bạn. Thì cái chai này mình lên xe không? Để chi để khử cái mùi mà trên xe các bạn chở trái cây nè, nhất là mít và sầu riêng. À, thứ hai nữa là hải sản nó sẽ đổ ra, nước hải sản đổ ra nó hôi. Và đặc biệt các bạn sử dụng mùi thơm, dầu thơm thì nó chỉ có ở ngoài thôi. Còn riêng ở trong vàng lạnh thì bắt buộc các bạn phải sử dụng cái này. Thì này không có xịt vô vàng lạnh, các bạn chỉ xịt vô ô tô thôi. Nhưng mà các bạn mới mở cái máy lạnh ra, vàng trước và vàng sau luôn, các bạn mở hết quá luôn. Lấy vô trong, các bạn để nó khoảng 3 phút là nó hết chai. Các bạn bấm mạnh xuống là nó xịt ra hết chai. Cực kỳ thơm luôn, nó vệ sinh lọc hết mấy trong. Còn cái kính hoa là chỉ dành lọc ở ngoài thôi, nó vẫn còn ám mùi. Đó, nó sợ nhất là những cái mùi mà mít với sầu riêng và mùi hải sản, nó rất khó chịu. Và đặc biệt những là khó chịu do những người mà gọi là bị say xe. Anh đạp ga lên mạnh dạn lên chơi. Chai này hiệu quả lắm nha bạn, mình có đăng trên TikTok á, không mình thấy xài ok nè, icon nè của Đức nha. Các bạn xịt trong dưới là 5 phút sau các bạn lên được rồi. Anh đạp ra lên. Mở xi nhanh phải chuyển làn vô dẹp. Mở xi nhanh phải chuyển làn. Để chút xíu mình quẹo. Đó, mình chuyển làn trước, đừng có đến nơi gần đến nơi chuyển, mình chuyển vô đây để chi mình quẹo phải. Chút xíu anh quẹo là quẹo chung với xe máy luôn giùm em nha, gọi là làn ổn hợp. Em không có đổ cái xăng này mà đổ cái xăng ngoài kia, cái xăng Cometco. Chứ đổ lần rồi đúng rồi. Dạ, Cometco hoặc là Petrol.
thì tùy theo cái cả nhà muốn đổ xăng bên nào, đổ mình đổ hai cái xăng đó thôi, rồi nhường đường cho người đi bộ qua luôn ạ. Rồi cứ nghiêng vô trong, rồi cứ từ từ anh ngó bên trái giùm em nha. Rồi vị trí, rồi đi đây nha, vô trong ngay chỗ xe buýt giùm em ha. Tốt. Dạ rồi, đi thẳng lên trên luôn. Cực kỳ thơm, cái mùi quá trời dễ chịu. Rồi anh tắt xi nhan đi. Rồi chút xíu nữa lên trên đó anh mở lại xi nhan ha. Giờ bây giờ anh mở xi nhan nè. Rồi xác định hướng đi ngay chỗ cái sàn Comeco ha. Đó, cho đi xéo xéo vô đúng rồi. Bữa thì anh đi Vũng Tàu với mình rồi ha. Đi ok được trường, bây giờ đi thành phố. Rồi gà thẳng nhẹ giùm em nha, nằm ở trong luôn á. Rồi hồi nãy em có chỉ là phía cái trụ xăng nằm bên trái đúng không, nắp xăng bên trái đúng không? Anh sắp vô trong kia, đưa cái mông bên trái mình, xe mình nằm ngay chỗ anh đổ xăng. Nhớ nha các bạn, xăng là xăng nha, dầu là dầu nha, đừng có đổ lẫn lộn nha. Lẫn lộn nữa tới công chuyện, xích lên chút xíu. Đây chút xíu, thắng nhẹ thôi, thắng bạo lực quá. Rồi, nếu nữa, anh kêu nữa, buồn nắng nha. Nữa, lên nữa. Rồi, ok. Rồi mình vô đổ nhiên liệu nha các bạn. Rồi đóng cửa lại. Anh kéo thắng tay giùm em, trả lại N. Rồi đợi em chút xíu. Rồi. Rồi sau khi đổ nhiên liệu xong thì xe mình xăng thì đổ xăng nha các bạn. Xe nào dầu thì các bạn đổ dầu. Còn riêng các bạn nào mà không biết lăn tăn, nhất là xe mướn, các bạn không biết thì cứ hỏi chủ ha. Rồi anh ngó bên trái, mở xi nhan trái giùm em. Mình sẽ nhập ra làn chính luôn nha. Rồi anh cứ đi buông thắng từ từ đúng nha. Rồi anh đạp ga lên, đạp ga lên, đạp ga đi, ngón trước, ngón trước. Dạ rồi anh mở xi nhan trái, ok, ngón bên trái luôn, mở xi nhan trái. Rồi chống anh di chuyển ra, từ từ ra, ok. Rồi anh đạp ga lên nữa. Rồi chừng nào quan sát chống nữa mình mới qua nha, còn có xe thôi mình không qua ha. Tắt xi nhan giùm em. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ đi qua bên chỗ bảo dưỡng xe luôn. Thì hãng của mình là bên Suzuki, mình sẽ qua bên đây ha các bạn ha. Ok, mình sẽ đi qua Suzuki Hồng Phương nha các bạn ha. Nằm ở trên đại lộ Võ Văn Kiệt nha các bạn. Đó, mình sẽ thay nhớt bảo dưỡng xe định kỳ. Và chừng nào hết bảo hành thì mình sẽ ở ngoài. Tùy theo mọi người, còn mọi người muốn chắc cú thì không biết thì các bạn cứ chắc cú thì vô hãng. Khi mình bảo dưỡng định kỳ có trục trặc gì thì người ta sẽ bảo dưỡng cho, bảo hành cho các bạn nha các bạn ha. Còn các bạn mà không có bảo dưỡng, các bạn ở làm ở ngoài thì người ta sẽ không có bảo hành cho các bạn, thì tùy theo một cái chính sách của người ta. Có trục trặc gì bây giờ các hãng đều có những cái trung tâm bảo dưỡng bảo hành rất tốt, linh kiện có đầy đủ hết rồi, các bạn đừng có sợ. Rồi chút xíu anh lên trên đó anh quay đầu lại ha. Quay đầu là mình nhập vô xe máy luôn, rồi mình sẽ quẹo vô cái đường trong đó đó. Đó, đường trái rồi. Dạ. Lê cơ. Đó, cái mình quay đầu là vô, nhập vô làn hỗn hợp luôn nhanh ha. Tốt, rồi lên cao chút xíu. Rồi từ từ ngó bên kia. Dạ đúng rồi, ngó bên phải. Đó, tại mình nhường cho xe đó ha. Rồi, ok. Anh trả lái lại dần dần giùm em nè. Okay. Rồi, đạp ga lên. Mình mới thì hơi chậm chút xíu, không sao. Từ từ giống như xe kia thôi, quẹo phải luôn ạ. Rồi trưa nay mình cũng có kèm cho một anh bên quận 8 qua kèm xe nhà các bạn. Nói chung là anh lái được rồi, nhưng mà anh còn yếu mấy cái phần nào thì mình sẽ bổ sung phần đó, nhất là anh yếu phần dê. Anh chạy thì chạy ok, nhưng mà phần dê yếu quá thì mình bổ túc xe nhà dê luôn nha các bạn ha. À, các bạn đón xem nha, chiếc xe mới nữa nha. Đó, xe mới. Bữa giờ mình cũng kèm nhiều là cắt lại xe thôi ha, bất chờ chưa kèm may bắt thôi. Chưa kèm hai cửa, bữa nào coi có ai có hai cửa lấy yếu yếu mình kèm cho lên sóng truyền hình cho nó đẹp.
Rồi anh đập ga nhẹ. Lâu lâu có hạng sang chút xíu đi, hạng cù bắp với xe này toàn. Hạng này là hạng quyết nha. Trời ơi, xe này toàn chạy ngon lành. Hạng của em là hạng quyết á, hạng cơ. Dạ đi thẳng lên luôn à. Xe này gọi là xe sinh sản. Đừng có để tiêu sản. Đó. Nó có hai dòng xe, thứ nhất là xe sinh sản và xe tiêu sản. Tiêu sản thì các bạn phải có một cái công việc và có bạn khá giả công việc đó nuôi chiếc xe. Còn bây giờ là mình sẽ công việc của mình là sinh sản thì xe sẽ nuôi mình. Đó, thì nó có hai lựa chọn cho bạn. Rồi, anh đi. Đúng rồi, cái giữ khoảng cách với xe Campuchia ra. Vô dạng gì với khách á. Này đi thẳng qua Đông Vinh luôn. Dạ, đó có giao thông nữa thấy không? Đó. Rồi nó đèn chỉ rồi. Rồi. Không biết ai bắt đây. Nào vậy? Thấy đèn thui mặt vậy. Đá đèn vô quắt vô rồi, nhưng chúng là xe này có giấy. Có giấy mà, xe có giấy đi cũng đưa khách đi qua Campuchia đi về á. Rồi quan sát giùm em hai bên nha. Cũng có mấy nãy quên để trên đầu xe của xe giao thông này ở đội nào. Xe nó xả hơi, bầu hơi. Rồi lên đó anh quẹo phải giùm em nha. Vừa quẹo phải thì nó nằm bên phải luôn à. À các bạn nào bảo dưỡng bao chì thì các bạn đi qua đây. Mình thì có hai bảo dưỡng bao chì là mình mua ở quận 12, nhưng mà có một cái là nhà mình ở gần khu vực nào các bạn bảo dưỡng nha, tiện lợi cho bạn bảo dưỡng chỗ nào cũng được miễn sao Suzuki thôi. À. Mình mua xe gần đây nè thầy. Rồi đập ra anh nói hả? À, anh mua xe gì? Bình Tân nè. Mazda đúng không? Bên trái đúng không? Đúng rồi thầy. Rồi ở bên trái dưới, nó nằm ở dưới kia, nó nằm dưới kia. Ủa nằm trên đây? Trên đây nữa phải. Dạ dạ. Cuối đường. Ok anh mở xe nhanh phải giùm em. Mazda chung với kia có em mà là bán bển mà. Rồi ok thấy cái chữ Suzuki ha. Rồi chút xíu nữa em chỉ cho cái thủ chân thắng. Kiến cho hậu ngang gốc cái cây đó anh đánh hết lái vô giùm em. Chà này có xe nhiều người ta. Rồi đánh hết lái vô giùm em. Rồi đánh hết lái luôn. Ok. Cứ đạp nhẹ nhẹ, đạp ga nhẹ nhẹ cho em. Nữa vẫn đạp ga vừa chạy lại. Bây giờ nè, dừng lại em chỉ cho. Dừng lại không đạp ga nữa. Chạy về số 2, lên không nổi chạy về số 2, kéo xuống. L cũng được, rồi anh buông thắng. Đó vậy thôi. Đó, rồi anh đập ga nhẹ chút xíu. L mạnh lắm á. Rồi anh đập ga đi. Nhẹ đều thôi. Cứ tập, cải nó dốc cao mà đủ mà L đó. Đập ga nhẹ. Đụm chạ lấy nhẹ giùm em. Tốt nữa. Cứ đập ga lên. Rồi, tiếp tục. Cho xe thẳng. Rồi vẫn đập ga. Đó, những cái sự khó khăn nhất là những cái dốc á, các bạn lái mới là thường hơn vậy. Đó. Lên chút xíu nữa. Không có quen là hấp ngưng liền luôn. Xe ông nào cũng dán hai con mắt vậy. Được rồi nha, tôi canh hai con mắt đó nha. Rồi mời các bạn vô bảo dưỡng nha. Đầu tiên thì sẽ có nhân viên ra. Thấy không? Anh trả lời chữ B giùm em luôn đi. Đúng rồi. Đầu tiên là mình sẽ lấy cái phiếu bảo dưỡng nha. Đó. Ok. Rồi mình tắt máy. Để đây, để chìa khóa trong đây luôn, để cho nhân viên người ta sẽ đi, người ta sẽ lấy ra người ta coi ha. Đó các bạn. Ok, sổ bảo dưỡng để đây nha. À, thay nhớt giùm mà. Đầu tiên các bạn phải vô đây nghỉ ngơi nha các bạn. Thì có những anh em người ta đã lấy phiếu rồi ha. Rồi sẽ có những uống nước. Rồi, mình sẽ ngồi đây. Đó, và đặc biệt ngồi uống nước đợi cho người ta làm. Xong xuôi mình sẽ nhận xe và đóng tiền xong mới nhận xe nha các bạn. Thì mình thay nhớt lại tốt nha. Tại xe mình đi thường xuyên á. Bán xe vừa mới vô là đã lên bàn rồi các bạn. Đó, thấy không? Khỏi chờ. Nói chung là dịch vụ đây ok.
đó, một bàn, hai bàn, ba bốn bàn. Thì thường thường mình cũng hay bảo dưỡng bên Vũng Tàu bạn, Bà Rịa, tại vì mình đi thường xuyên Vũng Tàu á, rồi mình sẵn bảo dưỡng độ xăng nhớt này nọ, a đèn đốm này nọ, gạt nước các kiểu luôn ha, mấy anh em dịch vụ rất ok. Rồi, ngồi uống cà phê chơi game, đợi xe xong xuôi mình nhận xe các bạn. Các bạn thấy không, nó học lái xe đâu phải dễ đâu, thấy không, câu này cấm cầm bà kia. Rồi chút xíu mình sẽ cùng ảnh đi qua bên ngay chỗ Mazda để ảnh coi xe của ảnh, ngày mai ảnh nhận xe nha các bạn, các bạn đón xem nha. Tại mình đang ở đang vị trí làn hỗn hợp ở trong chung xe máy, tại bên kia là có một làn đi thẳng qua là một làn quẹo trái ha, cái đèn đó quẹo trái cũng đỏ, ở đây mình cũng đỏ, thì ở đây chút xíu mình sẽ nhập ra làn lại làn chính tập luôn ha, chứ không phải là mình đi đường này thì nó cũng là 50 thôi, nhưng mà tập từ làn hỗn hợp ra làn chính hoặc là từ làn chính đi vô làn hỗn hợp, các bạn nhớ là đi trên làn đường đi thẳng, mũi tên đi thẳng với mình nha. Dạ đúng rồi, chút xíu anh chạy lên cái xi nhan trái anh chuyển ra là đẹp nhất. Đấy không? Còn quẹo cũng vậy, là quẹo là từ trong đây quẹo vô chứ không ở ngoài kia quẹo nha. Ngoài kia là sai nha. Các bạn thấy mũi tên đi thẳng không? Rồi anh đi. Đúng rồi, chính xác. Chưa, anh lên chút xíu nữa mới mở xi nhan trái. Đó, rồi cứ rồi lại qua thôi. Đó, rồi gạt thẳng lại giùm em, rồi đi tiếp. Đó, rồi anh nghiêng qua dần dần ngó bên trái coi xe nó xuống không? Tập luôn. Một xe ra một xe vô đúng không? Rồi cứ để xi nhan trái đó cho em. Cứ tàn tàn ngó bên trái, rồi chống đi vậy thôi. Dễ dàng không? Rồi anh đập ga lên. Đó, các bạn nhập ga thì các bạn chậm chậm, các bạn đi ra chứ không phải là bạn chen. Ok không? Hồi nãy xe kia thì mới nhập vô. Tắt xi nhan giùm em. Ok mọi người, xong xuôi khi bảo dưỡng xe xong xuôi rồi. Nhớt nho đã đầy đủ rồi, ước gì một lần tôi ghé Mercedes tôi lái xe ga. Ước mơ nhảy nhồi không? Rồi ok, thì lúc này anh đi đang đi đây phải không? Rồi anh đập ga lên cho em. Đó, còn làn trong hỗn hợp là để người ta quẹo vô mấy cái đường kia, thấy không? Mình phải ga vô luôn. Nhiệm vụ của mình là qua bên kia ha. Rồi khúc này anh thấy có cái vạch xương cá không? Kêu mình đi ga đúng không? Rồi mình không đi ga, mình đi vô, anh cứ đi thẳng lên cho em, mở xi nhan phải cho em. Chứ giờ không ai rảnh đâu mà tự đó mà hả mà chạy. Thấy không? Có nhiều bạn hỏi cái này có bị phạt hay không? Thấy không? Đó, cứ vô. Cứ từ từ vô. Đó. Hôm nãy có giao thông đứng đó đó. Thấy không? Rồi vô lại lên trên cao né xong rồi sao vô né được cái này. Bắt buộc tôi phải cán cái mạch. Đó, để tôi đi. Tôi nhập vô các bạn, tùy theo tình huống. Giao thông nãy đứng bắt ở trong mà biết bắt cái gì. Xương cá có nhiều vạch là được cán, có nhiều vạch không được cán. Chứ giờ đi lên trên né vạch xương cá ở đây rồi lên trên cái vạch xuống lại đánh công vô vậy, nó kỳ cục. Ok. Rồi ở đây các bạn thấy không? Cái đường của mình là một chiều. Bởi vạch trắng có mũi tên, quan nhận diện không? Bên kia coi chừng ta đi ngược. Thấy không? Bây giờ mình né luôn chứ sao giờ. Khổ ghê không? Rồi anh trả lại. Biết người ta đi sai cũng phải nhường á. Rồi đập ga lên. Đúng rồi, cái đập ga lên. Rồi anh cứ trả lời. Nhiều người đi ngược lắm bạn. Các bạn sợ đó, bạn nói ồ sao kỳ vậy, nó mình đi ngược chiều đúng không? Thực chất là đường của mình là mũi tên dưới đường. Cái bạch trắng là bạch đường. Gọi là đường cùng chiều. Đó không? Có hai làn đường. Nhớ nha bạn, vạch vàng là đường hai chiều. Nhưng mà vẫn có trường hợp là vẫn có là biển cũ. Cái là cái mũi cái vạch sơn cũ, người ta chưa sửa lại, vẫn còn nha. Tôi thấy vẫn còn nhiều. Rồi bây giờ có phải anh lên trên đó không? Anh cứ đi làn này cho em, được không? Ok. Bây giờ mình chuẩn bị quẹo. Chưa đó. Ở đây em bếp. Rồi rồi, anh đứng vô. Anh lên trên kia lặn, anh lên trên kia lặn, nó nằm ở trên chứ không phải nằm ở dưới này.
Rồi. Ở chỗ cái cổng á, cổng trên kia kìa. Dạ đúng rồi, cổng trên kia mình vô. Còn cổng này là khác. Cổng này giao xe, anh lên thẳng lên trên kia luôn, đạp ga lên. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đâu có cổng trên kia mà. Rồi từ từ thôi. Ok. Rồi, anh lái vô. Rồi thẳng lên luôn em chỉ ra ghép. Dạ mình vào xem xe hay vậy? Dạ đúng rồi. Rồi dừng lại. Vô nhận xe luôn. Đó không, xe của người ta đậu đó không? Rồi sao? Rồi đậu bên kia kìa. Rồi ve lại. Ve lại. Em nói rồi mà. À, lấy thẳng rồi ve lại. Rồi. Hết lại. Rồi chuyển vô đây nha. Rồi anh lùi, đạp ra nhẹ. Anh xác định cho nó lùi vào đây nè. Đạp ra. Đó, nghe qua đây giùm em. Đánh lái nhiều quá. Rồi mình đã sẽ ghé vô Mazda để cho anh coi lại cái xe của anh ngày mai chuẩn bị nhận nha.